Google đã tung ra một đoạn giới thiệu cho tin tức này trong sự kiện The Game Awards đêm qua. Google đang chuẩn bị chính thức đưa trò chơi Android lên PC Windows vào khoảng năm sau. Công ty đã bỏ tin tức này trong một video ngắn trong sự kiện The Game Awards hôm thứ Năm. Hãy sẵn sàng chơi các trò chơi di động yêu thích của bạn trên PC, Google trêu chọc trong clip. Công ty có kế hoạch đưa trò chơi lên PC Windows thông qua ứng dụng Google Play, trò chơi mới dành cho hệ điều hành của Microsoft, theo The Verge. Ứng dụng tương tự cũng có thể đồng bộ hóa phiên chơi trò chơi của bạn trên đám mây giữa các thiết bị. Vì vậy, bạn sẽ có thể chơi trò chơi của mình trên điện thoại thông minh Android. Sau đó, tiếp tục ở nơi bạn đã dừng lại khi chuyển sang PC Windows. Sản phẩm do Google xây dựng này mang những tính năng tốt nhất của Google Play trò chơi đến với nhiều máy tính xách tay và máy tính để bàn hơn, và chúng tôi rất vui khi mở rộng nền tảng của mình. Người chơi có thể thưởng thức các trò chơi Android yêu thích của họ nhiều hơn nữa, giám đốc sản phẩm của công ty Greg Herschel nói với The Verge. Câu hỏi lớn là Google có kế hoạch như thế nào trong việc chuyển các trò chơi sang hệ điều hành Windows? Người phát ngôn của công ty nói với PCMag, chúng tôi sẽ có nhiều điều để chia sẻ hơn về việc triển khai trong năm mới. Nhưng những gì chúng tôi có thể nói là đây là một trải nghiệm mới cho phép người chơi tải xuống và chơi Google Play trò chơi yêu thích của họ trên máy tính để bàn của họ. Nó sẽ không liên quan đến phát trực tuyến trò chơi. Google sẽ tự phân phối ứng dụng và trò chơi. Người dùng đã có thể sử dụng trình giả lập cho Windows để chạy các trò chơi Android trên hệ điều hành. Tuy nhiên, ứng dụng Google Play trò chơi sắp ra mắt sẵn sàng cung cấp trải nghiệm tốt hơn nữa, đặc biệt là với khả năng đồng bộ hóa đám mây. Tin tức cũng đến khi Microsoft đang chuẩn bị đưa hỗ trợ ứng dụng Android lên Windows 11. Tuy nhiên, công ty đang làm như vậy mà không có cửa hàng Google Play. Thay vào đó, Microsoft đang hợp tác với cửa hàng ứng dụng di động của Amazon để cung cấp các ứng dụng Android. Để chạy phần mềm Android, Microsoft đang bổ sung một thành phần mới trong Windows 11 có tên Hệ thống con Windows dành cho Android, được thiết kế để tải hệ điều hành Android về cơ bản qua máy ảo Hyper-V. Người dùng nội bộ Windows 11 hiện có thể thử nghiệm tính năng này. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.